chào các bạn, mình là Vũ Minh Quảng, mình đi công ty anh Mai An, phụ trách về mặt X quang. Hôm nay mình giới thiệu các bạn là bên công ty mình thì hiện tại là do hãng hỗ trợ muốn tất cả các bác sĩ các phòng khám có được dùng một cái máy sang trọng và dễ sử dụng. Thì bên hãng có hỗ trợ ở bên Việt Nam là 50 chiếc máy X quang ghế ngồi để đổi sang. Còn các bạn nào có nhu cầu từ máy X quang của Trung Quốc hoặc của máy Nhật Bản thì đổi qua máy này. Thì hiện tại bên hãng thì là hỗ trợ 50 con, hiện nay là còn có một con cuối cùng nữa. Còn cuối cùng nữa, nếu bạn nào có nhu cầu đổi máy trong vòng ngày hôm nay thì sẽ còn một con cuối cùng này sẽ đến với phòng khám các bạn. Máy của mình là giá là 116 triệu. Nếu các bạn có một con máy cũ như này hoặc là con máy hỏng rồi không dùng được nữa, hoặc là các bạn có cái máy như này mà các bạn muốn chuyển sang cái này thì tất cả được cùng bên hãng hỗ trợ với giá là 15 triệu. Còn nếu các bạn có đang sử dụng cái máy X quang cầm tay bên mình thì riêng công ty hỗ trợ thêm 5 triệu nữa là tổng là 20 triệu nếu các bạn chuyển qua dòng máy X quang ghế ngồi của hãng người ta đây.